Hello, xin chào các bạn. Chào bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Anh Ba Phải. Và ngày hôm nay mấy em mình sẽ tiếp tục quay lại cái series cắm trại thì của bình dân và cao cấp nữa nha các bạn. Yeah. Hôm nay ta sẽ quyết tâm gì đó cao cấp mới được. Quyết tâm gì mày? Thì quyết tâm lấy được một vé gì đó cao cấp đó mày. Lắc xí nhậu là hơn xui chứ có liên quan gì tới quyết tâm đâu ba. Thì quyết tâm là quyết tâm chứ sao? Nè, tao giải thích cho mày nghe nè. Quyết tâm là khi mày làm điều gì đó mà mày được quyền làm đi làm lại nhiều lần cho đến khi nào thành công mới thôi. Đó mới gọi là quyết tâm. Đúng không mày? Đúng. Chuẩn. Lắc xí nhậu là chỉ được lắc một lần, hên xui. Mày muốn quyết tâm cũng đâu có được đâu. Đúng không mày? Sau này mày thông thái dư vậy? Tao thật thông thái mà. Hiểu chưa thầy ông cô? Ok, hiểu rồi đó. Lần này ta sẽ quyết tâm hơn mới được. Gì? Quyết tâm nữa hả? Trời ơi, tao mới giải thích cho mày xong, giờ mày còn quyết tâm nữa. Thua mày luôn. Anh thua em luôn đó bà. Giờ không hiểu luôn. Dạ, giải thích rất quá rõ ràng luôn các bạn. Rồi sao giờ mấy đứa có đồng ý làm thử thách 24 giờ cắm trại thì người bình dân cao cấp không nè? Đồng ý. Đồng ý nhỏ nhỏ thôi, la làm gì có muốn cái lụng mà. Nó rè rè, cái bàn nhỉ nó rè đầu tay luôn coi. Thôi đi nè, tranh thủ đi. Let's go. Trời ơi. Let's go chị anh ba. Ê Thành, cái gì mày? Ái với Vi mà chung đội. Ai mà chung đội với Ái với Vi? Chắc cánh còng lưng luôn đó mày. Mày vậy là không biết rồi, để tao nói cho mày nghe nè. Trong team mình có hai bông hồng đúng không? Ai cũng muốn chung đội hết trơn á, để thể hiện cho hai bông hồng đó xem. Như tao nè, tao muốn chung đội với Vi nè, để thể hiện cho Vi xem nè. Ghê vậy. Nếu vậy tao chung đội với Ngái, thể hiện cho Ngái coi hả mày? Nó đó. Ê, sao giờ này tao mày hiểu nhau với Thành? Mình là hảo huynh đệ mà. Phải coi. Để em nói anh nghe nè anh Thành. Anh đừng có tự tin quá, lần này em chung đội với Vi chắc rồi. Nè, anh nói mày nghe nè ghẻ, mày không có vé đâu. Không có vé. Mày ghẻ mà mày đặt đòi đeo chân hạt. Em ghẻ đỡ hơn anh lát. Anh lát mà anh đòi đeo chân đà điểu cái gì? Thôi hai bạn hơn thua nhau chi. Như tao nè, đẹp trai, body sáu múi, giá từ đổ ok. Lát dở áo lên khoe sáu múi cho nó coi coi. Tao làm gì có sáu múi, tao có sáu ngấn nè. Rồi, úi dạ. Mấy đứa tập trung lát xí ngầu nè. Vô. Ôi trời, vấp cái muốn cắm đầu luôn. Bây giờ để cho công bằng, phân minh và bình đẳng, mấy em mình phu. Gì vậy? Thằng Ti cứ đẩy ngoài nè. Lý do gì? Nè nó cứ lại đẩy đi nó. Đó không nè. Cưng cũng dữ lắm nó mới đẩy. Đó. Thôi đi, đây là tập trung nè. Giờ mấy em mình sẽ quay liên tục để chứng thực là không có cắt kép ở đây nha các bạn. Một số bạn nói là mấy em mình cắt kép rồi cho mấy em lắc lại đồ các kiểu đúng không? Dạ đúng. Bây giờ mình sẽ không cắt kép luôn. Anh chỉ đạo người nào người đó lên đây lắc cho anh. Ok. Thằng Hòa lên trước. Không. Hòa xui lắm. Thôi. Cho thằng nhái lên lắc tiếp. Vô em. Lắm. Thằng nhái nào bữa giờ chưa vô bình dân nè. Rồi lắc đi. Bình dân nè. Cao cấp. Bình dân lại đến nè. Bình dân. Ôi, khoan. Nghe nói nè, số lớn là bình dân. Cao cấp đi phú ơi. Cao cấp đi phú ơi. Rồi, số lớn cao cấp luật cũ. Vô. Tài phút xui lắm. Tài phố xui lắm á. Ba nút. Ủa ba nút là cao cấp mà đúng không? Tại vì nó một nút đúng không? Chưa, 4 5 6 mới là cao cấp. Bây giờ chưa có kết quả được, lắc hết mới có kết quả em. Ba nút lại là trung bình. Em trung bình gì nữa? Trung bình. Vô, tao em luôn, em nói nhiều quá. Vô em. Ừ. Ghê. Thử tí ơi, một nút mãi lên. Ba nút. Thấy ba nút chưa? Chưa thấy ba nút chưa? Hồi nãy có thấy ba đúng không? Thấy ba mốt, em thấy ba nút. Thấy ba đúng không? Mai mốt là dở từ từ nha. Chứ tôi thấy một nút đó. Bỏ vô. Để tí. Ôi trời. Ghẻ đổ ra chứ hả? Đâu ghẻ đâu đúng rồi. Đúng rồi. Tới em luôn á. Xui nè. Tôi cho anh xui. Coi nè. 4 nút. Trời ơi. Trời. Chưa gì rung rồi. Nó tính năng cục xí ngầu luôn vậy á. Em mùi gì trong đó hả? Rồi, ra đây. Nè. Một lúc chứ ăn luôn nè. Thôi nè. Ừ. Nét ra. Một lúc chứ ăn nè. Một lúc phải đỉnh. Bốn nút. Ờ, ra đây. Rồi, ra đây cho anh. Đẳng cấp. Một lúc phải đỉnh. Rồi. Để vô hang luôn nè. Ừ. Mình dân phải đỉnh. Coi. Bạn trang 20 ngàn. 20 ngàn. Bạn trang 20 ngàn. Bạn trang 20 ngàn. Tới anh ba anh thôi. Tới ái em luôn rồi. Tới anh ba đi.
rồi. Kêu một lúc hai đứa mừng chưa? Anh ba. Thôi cho quà đi, quà là bây giờ quà cười nguồn lại cái sự thần may mắn này nè. Bây giờ mới là hên nè. Vô em. Thân đâu? Lên đi. Còn nút nè. Đến đây rồi. Lật ly, lật ơi. Đây cái tay đây nè. Đưa đây anh. Từ từ bấy xí ngầu đi ơi. Hai tay chắc chắn nó sẽ hên hơn. Đúng rồi. Lụm nè, hai ba lụm. Thấy xong nút chưa? Thấy rồi. Chưa, nhanh quá anh không thấy. Thấy rồi. Kì vậy, sao nút rồi? Thôi chọc thôi, thảo chọc thôi, sao nút. Trời ơi, lần đầu. Rồi, ai cho lắc, vô đây, ai cho lắc vô đây. Anh ba Phú ơi. Rồi anh ba. Đây cũng như là cuối quà vô vô cao cấp anh Phú ơi. Anh ba chắc một nút. Năm nút lụm nè. Năm nút, quá đỉnh, quá đỉnh. Quá ghê, ghê, ghê. Rồi, đây. Xong rồi, xong rồi. Còn lên em. Làm gì hả, làm gì hả? Nè, một nút. Rồi, rồi, lắc đi, lắc đi. Này, em bồ giống là. Có anh em. Mở ra cho mọi người coi. Wow. Số ấy cũng khá là may mắn. Và kỷ lục hiện tại xác lập của ấy là 5 lần mình dâng rồi. Cười. Rồi tới Bi. Để em lắc giùm cho anh Phú. Thôi lần này để chị lắc cho. Vậy chị lắc đi. Vô. Ok em. Liên tục với nhà không cắt ghép với nhà các bạn. Chị ơi. Chào cấp Bi ơi. Dạ. Tại mình bao lúc mình chưa vô còn chưa vô mình nhanh được. Tao còn ai chưa lắc? Rồi có bốn lúc rồi. Này thằng này chưa lắc cái gì hả? Thằng này nhẹ đục nguyên cô chỗ hào á. Sao tôi ăn mừng kiểu gì mà cứ đục nguyên cái cô chỗ vô mọ coi cái gì mình sao nó khoan mừng chứ luôn. Để em đồng ý không? Đồng ý phải không? Đồng ý không mẹ em? Cô nhảy cô ngoài đúng rồi. Yeah, bốn nút, bốn nút. Ba cái này. Ủa vậy là ba nút bình dân hả? Đâu à? Rồi đâu rồi đi qua đi em, đi qua đi em. Ủa đâu hai? Rồi bây giờ nè, ai hai nút? Em không có hai nút, em ba nút mà. Rồi ai hai nút đâu? Thành. Một nút, hai nút. Năm nút qua đây. Ba nút đâu? Ba nút em. Một nút mà, một nút về, một nút cái cây. Nè, rồi bây giờ không biết chia đôi luôn hả? Trời ơi. Ủa là. Trời ơi, lắc xong giờ không biết chia đôi luôn các bạn. Em bốn nút. Cái thằng này làm cái gì vậy? Trời ơi, lên lại luôn rồi. Trời ơi trời. Tắt mà em làm gì đi. À quên Phu. Trời ơi trời. Vậy em nói gì? Em khóc quá à Phu. Khóc là nước mắt vậy hả? Đúng rồi. Mắt màu vàng. Nước mắt nào màu vàng này? Trời lấy nguyên chế tắt nó chì lên mắt rồi. Trời ơi trời. Làm gì đi. Đi bộ đi Phu. Đi bộ ha. Cho hỏi bên em. Rồi một nút về cái giùm anh cái này, một nút đâu? Rồi hai nút đâu? Ba nút. Rồi thanh niên nào ba nút? Hai thanh niên nè. Rồi giờ hai anh em lắc lại ha. Rồi ra đây. Ôi lụm rồi bà ơi. Ừ. Một nút chứ đâu mà lụm. Rồi lắc đi. Ủa? Rồi. Rồi. Ủa gì? Ủa gì vậy? Chị Bảy này không tập trung anh Phú ơi. Rồi chị Bảy không tập trung thì sao? Để em chị Bảy này em nói coi em mua cái gì. Ủa em nhớ hỏi một nút mà. Trời vậy em nói trời ơi ba nút đây không biết nhớ đèn chưa lắc mà. Rồi lắc đi. Rồi phải lắc chứ. Rồi đưa cho tay anh cao cấp. Trời ơi cao cấp luôn trời đó. Bốn nút lầm tỉnh bốn nút là cao cấp rồi. Quanh nó nghe nè cao cấp gì cao cấp gì anh lên kia năm nút sáu nút sao đưa đi tốt lắm anh mừng sớm đi nè 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 vô. Rồi bắt đầu đi dọn đồ và đi cắm trại thôi các bạn. Xin chia buồn cùng anh tôi mèo. Tại sao gánh lại đi thì nói bao Ê Tý. Hả? Sổng trong bó đâu? Ờ ok. Mẹ vô bịch văn không cắt nữa. Chát thì chứ trời. Ê cái quần quần xìm của ai hả? Ê cái con quần quần của tao thì đưa lên chi vậy? Tao phải ké xíu à. Nhã, tí lên cũng nhớ cắt khúc đó nha. Khúc này hơi kỳ kỳ nha. Tao biết á. Mày bỏ đồ vô đi xiết mày còn móc ra nữa. Trời ơi, tướng nhỏ xíu mà bắt Gin Bón cái thùng này nặng chết rồi. Ủa, bánh mai Gin Bón đang nhiều như mày. Ở trên trời rơi xuống á, mày không lo Gin Phụng nữa nó hỏi. Đây,
Ngày hôm nay mấy em mình sẽ dừng chạy ở khu vực này nha các bạn. Khu vực này cũng khá là thoáng mát, cây cối cũng khá là nhiều che mát cho mấy em tha hồ vui chơi giải trí. Sao đồ bình dân chưa dừng lều nữa hả? Dạ đang dừng anh Phú ơi. Rồi dừng đi. Rồi mấy ông thanh niên trai tráng lực sĩ đồ không lo dừng làm gì hả? Đang tâm sự với anh Đặng anh Phú ơi. Tâm sự gì? Đặng lúa này vàng ươm chắc sắp cắt rồi hả Đặng? Ừ. Lúa này mà cắt cái chuột quá chuột luôn. Ừ. Lúa này chắc trúng rồi nè mày ơi. Ừ anh biết rồi. Lúa của người ta hai đứa không cần bình luận. Tranh thủ hai đứa vô phụ hai bạn nữ nè. Trời ơi có hai bông hồng thôi mà hai đứa không biết cưng chiều gì hết. Anh dẫn mấy em đi tùm lum mỏ nhộn chết rồi anh không cho mấy em ngồi nữa. Thì sao? Anh dẫn mấy em đi vác đồ nặng cộng kền luôn mà đi dài quá trời dài luôn. Mỗi dài giờ, gì? Mỗi đi lâu quá cũng mỏi giọng chết luôn. Đi cắm trại mình phải mang vác nhiều đồ như vậy chứ sao? Vậy mới đủ đồ nghề để cho mấy anh em mình vượt qua cái thử thách 24 giờ. Nay đội mình vô cao cấp anh Phú ưu tiên cái liều siêu to luôn nha các bạn. À như bên kia cái liều gách nát. Gách nát gì mày? Ủa gách nát phải không là cái liều hả vậy? Giờ không phải là giờ khịa đâu, bình tĩnh đi. Tụi bay đợi đó, không nhận đẳng cản rồi bay no que rồi đó. Bao đi bao phụ. Lụm anh hai. Nhớ nghe. Lụm nó thành. Anh hai tao nhường thôi đó. Lụm nó cho tao. Từ. Tụi bay nắm tay tao lại đây. Mày sao? Hả? Bỏ tao ra. Giận cái gì? Anh hai qua cuốn mặt bỏ tao ra. Bỏ luôn cho tao ra. Chết rồi. Mày sao? Quay. Mày sao? Nó qua đây chuyện dữ kìa. Sao? Anh ba em không cần anh ba nghe. Anh ba đâu rồi? Anh ba nghe nói câu trong mặt. Ê. Chị mày. Sao? Sao? Ủa? Mày có bệnh này. Làm mà. Làm mèo. Bình tĩnh. Đi chưa? Bình tĩnh. Gì mà nhào vô quánh lộ y đồng vậy hả? Bên kia khỉa bên em kìa. Bên nào khỉa nào? Bên này. Nó mới khỉa đó. Ừ nó mới quánh đó. Trời chị bậy đi sung quá chị bậy. Trời sao? Trời sao? Thôi 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 thôi. Dừng lại đi. Rồi. Anh làm sao hả? Bây giờ sao hả? Anh vào mình lớn quá. Anh làm sao? Anh nhỏ nè. Anh nói sao? Anh nói. Mình nói nhỏ với các bạn nha. Anh vào thể hiện cho Vi coi nha các bạn. Chết rồi được rồi, đồ nào về đồ đó. Cứ hở tí nhào vô cái quánh lột mà. Nhìn anh hai em kìa. Sao vậy? Ừ, ghẻ, ghẻ nó chơi. Em đi về đội của mình. Nó chơi nó thông. Ai khơi màu cái vụ này hả? Nó thông hậu môn em kìa anh Vũ. Anh Vũ, được rồi anh Vũ. Khoan. Thôi. Để anh hỏi cameraman. Anh hỏi anh cameraman. Thăng rồi. Em lôi nó về cho mình đi. Nặng lắm mày. Rồi đi về em, đi về. Giờ này em phải vô quánh lột. Ông lo lều bọc của mình đi, họ tiết hệ nhau quánh lột mày đùng vậy đó. Coi trực báo nha. Quên. Gì em? Em có chuyện này muốn nói anh nè, anh đừng chửi em nha. Anh nghe cái mùi là anh thấy có vấn đề sắp xảy ra có điểm rồi đó. Mà anh nghĩ đi nha kìa. Sao lần nào cứ đi cắm trại không chuyện này cũng chuyện kia. Cái này là do cưng không tập trung nè. Khoan anh Phúc. Sao? Nãy giờ em chưa nói gì đó, anh tụng em một hơi rồi đó. Chuyện gì nói đi. Nãy giờ anh chửi em rồi đó nha, giờ anh không được chửi em nữa đó. Thì nói lẹ đi, chuyện gì? Hồi sáng anh phân công em lấy bình ga đúng không? Ừ. Em lấy lộ bình ga mini hết ga rồi anh Phú ơi. Sao kỳ vậy kìa? Anh đừng nói, để em đi lấy liền anh Phú ơi. Đừng có chửi nha anh Phú, mất công khẩu nghiệp á. Dựng xong cái liều mệt thấy ghê trời. Dựng có cái liều nhỏ xíu cũng than với thở nữa. Sao không mệt mày? Có làm là mệt à. Ủa sao cái máy của em nó ngố gì vậy? Đẹp mà, mốt chị cắt máy giống em đi cho mát. Thôi ngố lắm. Hai chị em bà rảnh quá, không làm gì mà ngồi đây. Ngồi đây ngắm cảnh được không? Vậy hả? Ngắm tiếp đi. Ê thôi. Gì mày? Anh Phú kêu mày về lấy bình ga kìa. Thôi mày đừng có xạo mày ơi. Mày không tin mày lỡ hỏi anh Phú đi kìa. Để tao lại tao hỏi anh Phú cho chắc. Tao nói trước nha, anh Phú đang nóng đó. Mày lỡ đang hỏi anh Phú là bị chửi đó. Mà làm gì anh Phú nóng như à? Tao không có biết. Nãy tao mới bị chửi xong đó. Mày giỏi mày lại hỏi ảnh nữa đi. Vậy thôi tao về tao lấy bình ga. Xíu mày nói ảnh là tao đi lấy bình ga rồi nha. Đi nhanh nhanh nha. Không có chửi giờ nè. Ok. Sao bây giờ đi quay với mọi người quen chưa chị? Chị thấy mấy anh em trong team cũng dễ gần mà. Với lại ai cũng dễ thương hết. Chị thấy gì đó chứ mấy ổng lầy lắm nha. Tại chị mới vào nên chị chưa biết á, mấy ổng kiềm nén độ lầy trước mặt chị thôi. Chứ em nói thiệt mấy ổng lầy không chịu nổi luôn á. Anh Phú còn bó tay luôn mà. Mà vậy xem video chị cũng thấy em lầy lắm mà. Trời em hiền muốn chết tại chị thấy gì á. Chắc bà có hiền à. Bà chơi đá banh mà bà nắm quần thổi không. Đã lầy trước tôi mới lầy theo chứ bộ. Ba ra ngoài này chơi nè anh ba. Nằm cho nó quầy anh ba. Lẹ đi anh ba ơi ra ngoài này chơi nè.
Thôi tao quay làm gì làm đây, để tao ngủ chút quá, ngủ quá. Anh ba tối ngày ăn xong rồi ngủ rồi, anh ba đi chơi đi anh ba. Trời tao. Anh Thành, em hỏi cái này cái anh Thành. Gì vậy em? Ai hỏi anh cái phần mềm học tiếng Anh hổng trẻ chỉ anh là phần mềm gì vậy? À là cái app Duolingo đó em. Cái thằng này, tao kêu mày ra ngoài chơi mà mày nằm đây hoài. Ủa ai chơi đánh mông em vậy? Vì hả mày? Cần đi qua đây chia Vi. Anh đánh em hả? Đánh lộn. Mày làm gì đó hả? Chết tiệt này. Anh hỏi mèo. Gì cơn? Có cái vũng nước mà ba người câu sao có cá. Chứ anh Phú cho mấy anh em mình cần câu không câu thì kỳ quá. Sao? Cô có cá không? Mấy đội bình dân nè. Em bức xúc thấy ghê luôn anh Phú. Dù gì nữa? Anh cho tụi em cần câu mà có cái vũng nước nhỏ xíu à. Sao câu? Thì bây giờ mấy đứa không biết lấy cần câu ra rồi nhảy xuống bắt cá hay gì mà ngồi đó trách móc anh nữa trời. Sao mình không đi một cá mà mình ngồi đây mình câu đã. Mày nãy kêu tao câu chứ đâu. Giờ vậy mình câu vô đi một cá đi. Trời ơi anh bó tay mấy đứa luôn á. Mấy đứa nhiệt tình thấy ghê. Trời trời. Cá gô nó chạy gột gột trong đó quá trời luôn kìa các bạn. Xuống Thành. Ở đây có cái hang gì này mày ơi. Ơ cá gô nè. Được không? Wow. Wow. Cá gô. Chụp lên bên này. Này bạn cá gô nè. Ê. Từ từ Thành. Thôi con luôn. Cầm 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 cầm. Từ. Mày lấy cái áo mày đựng đi. Anh mày nó có ta mà anh em. Ủa mày đợi con cấp mày qua đây mày khịa tao đúng không? Đâu có. Em qua đây coi anh bắt quá cá rồi mà. Ủa Thành ơi. Cá nó chạy gột gột trong này bự cho báo nè. Cá gô không à. Vô rồi vô rồi. Đã đã gì hả cho em bắt chơi. Mày câu cá không có xuống này. Ê. Cái gì vậy? Trời ơi. Ôi trời ơi. Cái đưa. Cái đưa dao rồi tí. Lại là vô khớp các bạn ơi. Mình mà đi bình dân kiểu này chắc mình muốn đi bình dân hoài, không muốn vô câu cấp nữa các bạn. Anh mèo. Cái gì mày? Em có cái chuyện này kể cho anh nghe nè. Cái chuyện gì mày? À nhớ cái chuyện khô khô mực hồi sáng không? Tao chưa tính sổ mày có khô khô mực thì sáng nữa. Nó móc con khô mực ra các bạn. Mà để cho thằng Nhã quay thấy luôn. Vậy là chuyện bình thường. Vợ có rối tức tức hơn anh luôn nè. Là sao mày? Thằng hạt ghẻ nó còn có con khô mực trong cặp của em nữa. Sao mày biết? Thì cái logo trên con khô mực của ghẻ là là Pikachu đó anh mèo. Em lấy cái con khô mực của nó em treo trước cửa phòng ra vào của mình luôn á. Thì kiểu này là nó về nó thấy con khô mực của nó treo ở trước cửa phòng là nó cười cười té xỉu luôn á. À, anh mèo. Ê mèo. Gì mày? Thằng tí đang nói Pikachu kìa. Sao giống của mày dữ hả? Pikachu gì vậy? Khô mực. Khô mực Pikachu hả? Đúng rồi. Ê hồi sáng tao gửi trong cái cặp mày là hai cái. Mà sáng tao lấy hết cái là còn cái trong đó đó. Cái khô mực Pikachu đó là của anh hả? Ừ. Của ta chứ của ai? Chết chết cha. Em tưởng của thằng ghẻ em treo trước cửa phòng luôn rồi. Gì? Cái xịp của tao mà. Rồi cái gì? Cái xịp của tao đó. Lấy mày... gì đâu? Mày chạy về mày lấy nhanh coi. Để em xin anh Phú về. Lấy. Mày mà không về lấy xuống là tới cũng chuyện với tao luôn á. Trời ơi, con cá khôn quá, nó chui tuốt mày mị luôn nè các bạn. Phải moi đất ra bắt mới được. Hôm nay mình bắt cá cũng nhiều lắm. Cái gì các bạn. Bây giờ mấy anh em mình sẽ đi về chế biến nha. Một em nữa nè các bạn. Thanh niên Thành Nhái thì đi la đẳng rồi. Thành quả rồi, sáng giờ của mấy anh em mình là như đây nha. Đổ ra cho các bạn xem. Đổ ra luôn. Như đây về đúng là dư sức ăn nè các bạn ơi. Ê tí. Sao anh Thành? Tao mày lấy bánh Marie Boy ăn. Ủa sao anh bà đâu sáng giờ không thấy ta? Trời nó đi bắt cá mày ơi. Ủa ảnh quên ảnh câu cao cấp hả? Mày kể nó đi, bệnh nghề nghiệp mà nó bình dân với rồi giờ nó kiểu như là nó quen luôn rồi. Wow. Wow. Đi bên trong có thẻ bài nè anh. Thì đúng rồi, mấy cái thẻ bài đó xé ra chơi vui lắm á. Đây, cưng thấy mấy cái đường viền này không? Thấy. Nè, cưng chỉ cần mở hộp này ra, xé theo mấy cái đường viền này nè là lấy được thẻ. Đó, thấy thẻ dễ chưa? Thẻ mùa này rất là đẹp luôn nha các bạn. Và mùa này là có nhiều nhân vật mới nè, ngoại hình đẹp nè, mạnh hơn nữa nè các bạn. Anh. Gì? Em mới xé được cái thẻ ống ánh màu vàng nè. Ừ, đây là thẻ hiếp nè em. Thẻ hiếm lắp đánh có anh nhũ cực xịn luôn. Cưng là hên lắm nha Hưng Tý. Cái thẻ hiếm này là phải bóc được nhiều hộp lắm mà mới được thẻ hiếm này nè.
Chị Vi, ở dưới có con cá gì kìa chị Vi. Đâu ai? Kìa. Ê ái, gì chị? Ủa mặt chị có dính gì không mà sao thật ghẻ nhìn chị mà cứ cười hoài vậy? Đâu, em có thấy dính gì đâu. Kìa, ghẻ cứ nhìn chị hoài luôn kìa. Sao không nhìn chị tôi hoài ghẻ? Ê bậy nghe, tôi đâu có nhìn đâu, tôi chỉ ngắm thôi. Cái gì vậy? Anh quay cái này giùm em nha. Ok. Em review cái cầu, anh chỉ cần quay thôi nha. Rồi. Hello bạn nha, hôm nay mình sẽ review cầu khỉ nha. Tại bữa trước là cái cầu kia cao quá, nay cầu này thấp quá, mình không sợ. Rồi nhúng nè. Rồi giờ mình sẽ đi ra giữa cầu nha. Cái cầu này do ai xây á, mình không cần biết, mà mình có cầu đi là được rồi. Kha, đến đây quay em luôn nè anh Kha. Thôi anh đến đây quay được rồi. Rồi ok nha, em review tiếp nha. Đây nha mạng, cầu này chắc lắm nha. Nè, mình đi giữa cầu nhúng nè. Ủa, hai bay lên kìa. Lẹ lại, anh ba ơi. Anh ba chạy từng nào. Tụi bay chơi kỹ, bay chơi cút cầu tao sao tao đi. Chết anh ba rồi, chỗ này anh ba đó luôn đi anh ba ơi. Đúng cầu quá, đúng cái cầu. Thôi, thôi đợi. Anh Kha chạy mấy anh Phú đi, chơi cút cầu rồi kìa. Anh không biết nha, em kêu review đó. Mét đi anh Kha. Ê, quỷ. Anh ba tự xuống nha, bây giờ mấy em đi bắt cá tiếp à. Ê, chơi chó nha. Quá, mày cứ gọi tao mà, cứu tao đi. Thôi anh ba đứng đó chơi đi, em bận bắt cá rồi. Ok, mày nhớ nha em, mày chơi tao nha. Xuống luôn, có nước đâu. Vi ơi, cứu anh, lúc rồi Vi ơi. Ủa anh Thành, anh làm gì anh ngồi đó dập xình vậy anh Thành? Dập đâu dập, anh gớt xuống đây nè, kéo lên rồi, nắm tay lên cái Vi. Tay anh xình không kìa. Kéo chân anh lên được không? Chân anh còn xình hơn nữa. Kéo lên, tự bò lên. Thiệt tình, hai thằng âm binh kia, tự nhiên cút cầu ra chi vậy? Không thích. Ghẻ. Gì mày? Làm gì nãy tao nghe ngái nó mày ngồi mày nhìn Vi dữ à? Nhìn đâu mà nhìn, tao ngắm mà. Ủa nhìn với ngắm có khác gì nhau hả mày? Khác sao không khác mày? Nhìn là mình thấy cái gì đó, mình nhìn mình lướt qua. Còn ngắm á là mày ngắm những cái điều gì mới đẹp đẽ mày mới ngắm, mày hiểu không? Đù, hay mày. Tao thật thông thái mà sao không hay? Chứ không phải thật ghẻ hả? Dạo này hết ghẻ rồi mày, chuyển sang thông thái của mày. Mày đừng có đánh trống lảng mày. Mày thích Vi đúng không? Nhìn Vi cứ thích thích sao mày ơi. Anh ba ơi. Anh ba lụm mày đó nha. Trời anh ba ơi, tao búng anh ba bay mất tiêu luôn chứ. Chớm vậy ta. Mà mày nhìn thì mày cũng nhìn vừa vừa thôi. Mà nhìn gì mà muốn ăn tươi nước sống người ta luôn vậy mày? Phải chi Vi như viên kẹo ha. Để tao có thể nhâm nhi và thưởng thức hương vị ngọt ngào của viên kẹo đó. Ôi, ngủ chưa? Tao thấy dạo này mày lộng hành lắm rồi đó. Hết phim này như mày. Mày tưởng mày là nhân vật chính hả? Chỉ phèo hả? Chị nở hả? Không có cửa đâu nha. Ta, hồn tao đó. Búng là bay đi lại. Để tao. Mày vô đây, tao lụm mày luôn đó. Tao hơi cay mày. Được không? Tạc. Trời ơi. Trời ơi. Bỏ ra trong tao. Trời ơi, em nói giỡn mà anh ơi. Chưa, các bạn, giờ mấy anh em sẽ khui đồ ăn nha. Ủa sao không đi bắt cá nữa đi anh hai? Tao tính theo phá tụi nó nhưng mà mấy nó bắt có cá tao bắt không có mày ơi. Cái gì đây? Gà. Ui giời. Mấy con, mấy con. Thứ 27 rồi, gà gì mà gà. Hai con này là hai con đà điểu tao mới mua từ châu Phi về đó. Nhiều con hả? Mấy tỷ một con đó ông nội. Ghê hả? Yeah. Ừ, ăn cái này là hiếm lắm đó. Bên bình dân làm gì có vé mà được ăn. Ui, có con vịt nữa nè mày. Trời là trời, tức thiệt chứ, tao nói bao nhiêu lần rồi. Con này là con thiên nga. Con này hả, hơn con gà xíu 10 tỷ con mà. Ôi, ôi. Ê, tao hỏi này nè. Đồ ăn mua mắc vậy mà nhìn cái thùng nè. Nhưng sao lấy thùng mốt đựng vậy? Em mốt phải mua cái thùng bằng vàng nhé. Con này con gì vậy? Đây, để tao nè. Con này là Sibirano Sogut. Con bạch tuộc gì ta? Con bạch tuộc cát. Anh nói vậy không đồng ý nha anh Thành. Anh biết con bạch tuộc này mà dự đoán tỷ số bóng đá không? Biết. Nó đó, nó dự đoán xa dài, nó vô đây rồi nè. Ừ, bỏ lên cửa đi ăn. Trời ơi. Tôm gì kìa, tôm gì kìa. Ôi. Mình biết nè, con này là tôm hoàng đế sơ sinh nè. Tụi ơi bậy hết rồi, đây là tôm thẻ bài tiến lên 10 tỷ một con. Tao nó mới mua được đó, tao giành hàng đầu tiên nè. Bên bệnh tuổi gì?
Ái đi thôi anh ái. Chi vậy? Qua bên đây phát cơm hó cho nó ăn nè. Thôi ngại lắm. Đi đi lại đi, ăn cắn cho. Ê mấy anh nhóc. Gì nữa? Nghe mùi tiền tiểu qua đây hay gì? Tao không chia sẻ đâu đó. Không, tao đâu cần mày. Mày chia sẻ cho ái kìa. Ái là công chúa trong tim mà mày. Mày cũng phải hương hoa tiết ngọc với mày. Hai, lỗi các hai. Nè, mày ơi, mày lấy đá cho nó đi. Dạ, hình như vợ mày nắng quá nó thiếu nước đá uống hay vậy. Cho nó bớt đi. Trời ơi, nhiều lắm. Cục gì đi thanh ơi. Đá vô này mấy tiếng cục lắm. Hình như mày mua đá để đâu thật. Tao mua đá, đá này mà rút quá. Em mua bên Lê Cô. Nặng thấy chưa, chưa phát cơm còn hót mà bị khịa ngược lại kìa. Ai cứ đứng yên đó đi, để anh sửa cho. Ê mấy nhóc. Ai nhóc gì ở đây mày, tao lớn bằng mày nha. Vậy mày nhỏ hơn tao tuổi nha. Anh ba lớn tao hơn. Tao là anh ba. Giờ tao hỏi mày nè, mày thấy Quang Sang tính bắt đại bác qua đây làm hồng họ gì? Hả? Dạ, nghĩ sao qua đạp. Lỡ đạp chúng không được hả vậy? Không được. Tụi bay, anh em đâu? Lên. Anh Nắng, khép khép cái nắp lại. Anh em lên. Gì vậy? Lên. Nó dám khịa kìa. Khịa gì mày? Gì? Anh ba hả? Quay sao? Anh ba găng thưa không có quyền nói chuyện với anh em. Anh ba. Anh ba. Em. Đây. Anh ba. Coi bên đây anh em. Dù gì anh ba cũng lớn hơn tụi bay mà. Tụi bay đối xử với anh ba. Anh ba là nói chuyện với anh ba. Mà anh ba. Tụi bay cản tao lại coi. Để tao. Đây nhá. Gì mày? Kiểu này có vi anh ba khó xử rồi. Để tao mày coi thử coi. Sao? Tụi bay tính dùng mỹ nhân kế gì? Xin lỗi nha. Anh ba tao không dễ bị dụ đâu. Cuộc đời của anh ba chỉ có rượu hộp hộp chuối thôi. Mất mặt rồi. À Vi ơi. Wow. Ê, vậy là... của em nha. Anh ba. Anh ba mạnh mẽ lên anh ba. Sao anh ba hay gái cái anh ba xìu xuống vậy? Đúng rồi đó. Tụi bay biết không, phụ nữ là vàng nè, là ngọc nè. Không nên đánh phụ nữ dù chỉ là một cái đó thôi. Hiểu không? Cái đó là cái gì ba? Nói chung là phụ nữ là kiểu là mình không thể nào vượt qua được đâu. Hiểu không? Anh ba vừa anh ba gắt kìa. Có mày ơi. Giờ sao tụi bay muốn về? Nói thẳng tiếng đi. Ai lên ai? Vi lên luôn Vi. Lên hết luôn. Lên lên. Tụi bay thấy cá gì chưa? Thấy nha. Dịch ra nè. Thấy gì chưa? Mày thấy gì chưa? Cá gì, gì đây, đây 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 đây. Cá rô đồng. Trời ơi con nhỏ này. Mày không. Mày phải nổ cho tụi nó biết chứ. Đây đây là cá rô vậy? Đây đây. Đây là cá chip coi đó, lắc em nướng cho anh coi nè. Thấy gì chưa lát? Nói nó đi lát. Cá rô đồng đi về bản giùm cái đi, lượng đi. Cá này mà cá chip coi, cá dính sình thì có. Đợi anh có không mà đợi anh nổ. Kệ cho anh ba cho. Anh ba này yếu quá, Vi nói gì kìa, đáp đi anh ba. Thì bình thường mày cũng tranh giành mà, thì thôi mày nói với Vi đi. Vi, nghe ghẻ nói nè. Sao ghẻ? Giờ Vi né ra đi mất công đạn lạc nữa. Ai luôn, ai né ra giùm cái đi. À, gì mày? Gồng lên sao mua cho nó coi đây. Muối. À, sáu muối nữa nè. Đó, thấy gì chưa anh ba? Đây, anh ba gồng lên đi anh ba. Ba ăn sáu muối nè. Vô. 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 Vây vô vây. Vô vây. Khoan. Cái hai thằng đó nói chuyện ngồi xuống bình tĩnh. Anh kia nó chạy thôi. Sao, thấy gì chưa? Anh tĩnh. Vô vậy. Vô, bỏ đi mà. Vô. 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 Quay là quay bà ơi. Ôi, nó nắm tay tôi rồi. Anh ba. Anh ba. Vi nắm tay anh quà kìa anh ba. Dừng. Công an tới rồi, từ từ đi. Anh Vũ. Anh Vũ đây. Anh Vũ. Hai đứa này nắm tay em nè anh Vũ. Bây giờ sao? Vô. Vô. Qua tay vô. Rồi sao mấy anh mấy chị thấy được không? Không. Hả?
Làm gì dưới này đây hả? Lên đây, đứng lên đây. Em lên liền. Ô thầy trưng tôi phải lo lẹn rồi. Bu bẹ cay cả, bu bẹ cay cả, bu bẹ cay cả. Cây này chắc đủ rát rồi ha. Ghé đâu ơi. Tại sao mà mấy đứa này đến mức độ mà anh Kha phải chạy đi kêu anh thấy đều cuốn cuồng lên. Có hai không? Anh em bắt được. Anh trắng rồi kìa. Vậy bây giờ anh Phúc thả cho em đi, em cho anh Phúc con gà. Anh ba trắng trắng rồi. Em lên đây. Em vô giữa. Anh ba là chủ mới rồi. Con đây đi. Anh nói cưng sao? Cưng là anh cả. Sao anh ba? Anh đi cái nữa, đây đây, đây đây. Nói lớn hơn em mà anh Phúc, anh phải hai thằng đi. Không nói nhiều. Mày cái này là sự thật tình luôn cho các bạn coi nè. Bình thường lẽ ra không đăng những cái quan cảnh như vậy đâu. Mình vắng mặt một chút xíu thôi là anh cameraman là anh Kha không thể nào chịu nổi. Đó. Em. Cái đất 20 cái. 20 cái. 20 cái cho anh. Cái đất. Em 20 cái. 20 cái. Ấy mày chưa đúng cái hả? Em xin đây, em xin đây tôi. Rồi, đứng im đó, đứng im đó. Quay lưng à. Nghiêm túc. Chưa. Rồi xong chưa? Chưa được cái nào anh Phú. Nghiêm túc à. Với giỡn quá. Thế này đi. Hết đủ chưa? Đủ anh Phú ơi, mệt quá. Về chỗ. Coi đồ ăn thức uống khui ra xong rồi không chế biến không làm rồi giỡn. Có thấy được không? Cười không? Cười. Cười. Bọn giỡn với các bạn. Quay không có được. Quay không có được cười. Quay không có được. Quay mông ra. Xong rồi. Quay mông ra. Ba cái lì lì. Quay đi em. Chưa nha mấy bạn. Giờ mấy anh em mình nấu ăn ăn nha. Chưa nãy bị u mắt đứng quanh tay đói quá các bạn ơi, giờ phải ăn vô bù sức mới được. Đúng rồi, ghẻ nằm đó mày muốn đó mày. Thằng út này đi múc nước mày, có việc đó mà làm không xong nữa. Múc làm biến với anh ba rồi đó nha. Thì con không, thì con không đi lẹ cho tao à. Anh to xác mà cái đầu của anh không bằng đầu em đâu nha anh Thành, có chuyện em đó. Lấy gì ra mày? Trời ơi, kêu mày đi có chút thôi mày làm gì ghẻ. Ba có sao anh ba? Mày liễu hồn tôi đó. Mày lẹ cái ghẻ em đem nước tới coi. Chậm chạp à. Tới đây. Cái này nó nghiêng ơi. Đúng vô. Giờ mấy em mình sẽ đào lỗ nấu cơm nha các bạn. Bình dân chỉ có vậy thôi. Bữa sau kêu anh Phú cho cái bếp ga nấu ăn mới được. Rồi hai chị em bay đứng nhúng gãy cái cầu của người ta luôn đi. Thôi anh lo bẻ củi nấu cơm đi kìa. Nè, một đống đây nè. Thì anh làm đi, hồi nãy tụi em đi bắt cá rồi. Ai bắt cá? Hồi nãy hai đứa anh bắt cá chứ cần có con cá không? Em bắt mà. Chị cá nó hay đó bắt hả? Em bắt nhanh không có dành nha. Thằng mày cãi làm gì vậy? Ái nói sao nghe vậy đi. Ôi giời. Giời ơi. Trưa nay mấy anh em mình sẽ ăn gà vịt nha bạn. Tại vì bữa kia mấy anh em mình thống nhất là mua gà vịt cho đội cao cấp nha. Mày nói gì mày? Sai rồi, đà điểu với đà Thiên Nga. Ừ đúng rồi, đà điểu với đà Thiên Nga nha các bạn. Muối trên núi bà đen á. Ôi lửa lớn quá sao để vô. Thôi chị để cho. Ê Đặng. Gì mày? Anh Phú đi đâu rồi? Giờ tao mày qua bên bển kia đội cao cấp nè. Kia nữa hả? Ừ. Đi. Ê Thành, đây nấu cơm nghe. Tao qua bển kia đội cao cấp mới được. Đây. Ok. Chị Vi ngồi đây nha, đéo qua bển phụ hai ảnh. Ăn vịt ăn gà đâu các kiểu ha. Ai nói mày gà vịt? Mày biết gì không? Thiên Nga với đà điểu đó. Ghê vậy. Nó nói gì vậy? Thiên Nga đà điểu. Ủa Thiên Nga là điểu đâu đây à? Rồi sao? Qua đây làm gì? Làm gì? Đi đâu? Gì anh ba? À, tao hỏi thôi, để tao biết nó không có đây, tao còn đắp trả đây tụi nó nữa. Đúng không? Rồi phim có đây rồi. Phim có đây rồi.
gì anh Thoại? Ủa anh kêu em gì anh Thoại? Thì kêu em qua làm bia đá đạn thôi. Anh ba. Anh ba. Thôi làm bài thơ kìa rồi. Ok có luôn. Bài này là chỉ dành cho anh ba thôi nha. Anh ba lắng là cái lỗ tai mình nghe nha anh ba. Vi về đi em, đến xử tụi này coi. Thôi Vi lại chơi cho vui, dễ gì mà về. Anh ba ăn sầu bóp mà. Ừ, quên chưa ăn. Lắng cái lỗ tai lên mà nghe nè anh ba. Nghe nè anh ba. Anh đây lòng dạ bao la. Mới vô là thấy hay rồi nha anh Thoại. Lắng cái lỗ tai lên mà nghe nè. Tiếp đi anh. Không như ai khác bao hoa nhiều lại. Anh ba ức cái mặt xuống không vậy? Anh ba, nó khỉ anh ba kìa. Thôi kệ đi em, nước ly này thì anh thua rồi. Anh ba mày gà quá, anh thua em nè. Đúng rồi kìa ơi. Lụm nó kìa. Đứng dậy mới lụm được. Anh đây nè. Ừ đúng rồi, tụi bay làm nha, để tao đứng gà. Đứng gà nó khác nha anh ba. Okay. Vô. Nghe nè đội bình dân, bạn đây cứ giỏi văn thơ. Ơi, ngon rồi, vô vô là thấy hay rồi đó. Chưa hết đâu, nghe nữa nè. Nhìn đi nhìn lại còn tơ bạn à. Quá đỉnh. Ủa tơ là gì chị Vi? Chắc tơ là còn non á em. Được đó, ai để cho bạn rap ai? Rap hả? Để em. Vô. Nghe nè. Anh ba. Nghe anh ba. Vô, lẳng cái tay lên nghe kỹ nha anh ba. Comment lấy cái tay chỉ lên cho dễ nghe nha anh ba. Nghe chưa anh ba? Nghe chưa? Ê, tụi bay chuyển hướng được không? Tao tu rồi nha, tao đang nướng gà cho nó ăn à. Lên nhạc mấy anh. Vô, comment baby, vô. Vô ai? Dăm ba câu khỉ chẳng có gì lạ. Em đây bật nít nghe nó mới đã. Đã. Ghê trời. Bọn anh nghe xong có phải ngợi ca. Tuy em ba hoa nhưng có tài. Những điều em nói chẳng có gì sai. Đúng không? Wow. Anh ba ơi. Anh ba lên đi anh ba, nó khỉ anh ba kìa. Tại sao anh ba phải lên? Mấy đứa nít không à, anh không thích lên, để cho nhã đi. Anh ba để em. Đít là có mình nha mấy bạn. Nè nha. Anh ba trông chờ vào mày đó nhã. Để tao. Lên nha. Yeah. Muốn rap muốn đít thì phải lắng nghe. Dăm ba câu khỉ như cái quần què. Cứ tưởng mình tài rồi đi thể hiện. Bên kia người phạm hả? Bên đây mới thần tiên nè. Nó ở cái tầm chất. Thằng kinh nè. Thằng tiên. Trình độ thì cũng có đó. Nghe tiếp nè mấy thằng nhóc. Ủa rồi ai gáp nữa mà nghe. Thằng nặng gáp hay gì nè. Có đâu. Chứ giờ sao? Thôi đi về chứ làm vậy. Bạn từ từ để tôi nhắn anh ba một câu. Anh ba, anh dạy dỗ mấy thằng em anh lợi á, không đừng để đụng Vi nha, em nói trước rồi đó. Nói nữa mà hồi đợi quần bây giờ đi về. Ê, tao cho một cái quần đội nè. Trời ơi, quê quá tụi bay ơi. Thiệt cái tình luôn á, cá chá khét còn gì ăn đâu bay. Nói đi nói lại cũng tàn đẳng nè. Mày rủ tao bển đít nè, cho nên cũng cá không còn gì ăn nè. Điểm mày, mày dạ không? Điểm gì? Mày rủ tao qua bển đít mà mày còn nói nữa. Mày rủ tao qua bển luôn á. Tính ra anh Thoại rủ luôn á anh Thoại. Hên nãy giờ giao cho anh ba nướng không bị khét đó. Vô nè, cùng ly. Giao cho anh ba ông đỡ, giao cho anh giả nghe. 1, 2, 3. Vô 100%, vô. Buổi chuối nha. Dạ, làm sao đây bay? Cầm lên cạp chứ chờ gì nữa. Lụm anh ba ơi. Da nó giòn. Thấy sao? Ngon. Giặt muối chuyên nghiệp. Ê, nghỉ dung. Ba làm không đùi luôn. Đi ba. Đùi luôn chứ. À, đem cắt muối cho. Anh phải đi im. Rồi. Cắn tinh luôn à. Cắn à. Ngon lắm kìa ơi. Thử miếng đi. Ok anh ba. Muối nhả. Ê, dữ hả? Ok, chơi luôn à. Bỏ lắm. Kéo đi kìa. Thử miếng coi. Hồi nãy là đùi gà, giờ là đùi vịt nha các bạn. Đội mình thì đúng chắc bình dân luôn nha các bạn. Có cơm trắng với cá nướng thôi. Hồi ái đưa con cá rô đây đi. Ăn con cá lóc đi. Cảm ơn nha. Nghỉ ăn. Mày vừa vừa thôi đẳng ơi. Mày làm gì mày làm quá vậy? Rồi còn Vi thì sao? Vi của anh ba rồi. Thôi.
Anh hỏi vô nha, có chừng em lụm anh luôn á. Nè ăn đi cưng, để hoàng đắng lụm anh nữa. Giỡn gì? Ăn đi. Ăn mà áp lực quá hay thôi mèo, chắc ăn không ngon đâu. Lụm anh hai luôn giờ. Đồ lụm tao luôn hả mày? Lụm luôn đó, thằng kia lụm nó nghe cười hoài nha. Mời bạn nha, cơm trắng với cá bóng đêm. Chị Vy ăn miếng cá rồi. Thôi chị ăn cá rô được rồi. Đẳng nhường cưng mà, chị không dám ăn đâu. Quốc đại đi, em có anh ba lo. Anh ba lo. Thôi anh ba yếu lắm. Mất cái chân gì mà chơi anh ba yếu. Ê anh không có yếu nha Vy, anh là lực sĩ cường soi nha. Cường soi là gì mày? Là còi xương đó. Mùa này Mind Boy có thêm mấy nhân vật mới đẹp đỉnh dữ mày. Chứ sao mày, mùa này có các nhân vật mới như Tà Hần nè, Sơn Vương vân vân. Bên cạnh đó còn có thẻ phép thuật mới và thẻ hiếm với số lượng có hạn nữa chứ. Ê, phải mấy thẻ này không? Ủa mà lấy mấy cái thẻ này đâu ra hả? Hồi sáng tao với Hành Khui á. Đồ anh Phú chưa cho Khui luôn á. Thì anh Phú mang ra ăn chứ không lẽ để chân mày. Ghê, đúng là điếc không sợ súng. Nhìn mặt mày ngáo ngáo mà ngáo thiệt mày. Ê, nhả xíu thuốc vào nha. Để cho tao mượn thẻ coi. Đây nè các bạn, mấy thẻ bài này có thể dùng để chơi bài luôn. Mùa trước mấy anh em mình đã chơi thử rồi nha các bạn. Mấy bạn nào mà chưa biết á, hãy nhấn vô clip cũ để xem nha. Chơi mấy thẻ bài này vừa vui mà vừa kịch tính đó nha các bạn. Mùa này có 48 thẻ nhân vật và bà vũ khí còn vua hơn nữa. Chưa hết đâu, có thẻ hiếm nữa, sức mạnh khủng khiếp lắm. Đây là thẻ hiếm, mình mới sưu tầm được nha các bạn. Thẻ hiếm này khủng khiếp lắm nha các bạn. Chẳng hạn như là Meta Ma Vương cần 3 lá thuộc meta này để trừ 200 điểm anh hùng. Thôi, mày đừng có đọc nữa. Mày đọc chắc tới sang năm mới xong quá. Thôi mày đọc đi, để tao đi lấy bánh luôn cái. Tao đi luôn à. Cho đi với. Các bạn muốn xem phim một hình mình với Nhã xem mới nãy á thì các bạn nhớ vào kênh anh Orion coi nha. Để theo dõi các trận chiến đa trụ cột nha các bạn. Gì đa trụ cột mày? À không, đa vũ trụ. Phép thuật Win Incentive nha các bạn. Gì vậy má, người ta là phép thuật tối thượng của biệt đội siêu anh hùng ba ơi. Không biết mà còn nó lớn nữa. Ghẻ nói đúng rồi nha các bạn. Mình sẽ kêu anh Phú gắn cái đường link của tập 1 ở dưới phần mô tả. Mấy bạn vào đó mà xem nha. Các bạn đừng quên săn 70 thẻ đa vũ trụ với lại phép thuật tối thượng nha các bạn. Đặc biệt với hơn 48 thẻ nhân vật với vũ khí hoàn toàn mới, 30 thẻ siêu cấp có in nhũ cực xịn luôn nha. Chiều rồi nha các bạn, đội mình sẽ đi kiếm ăn nha. Ê, tao thấy có gì đó sai sai nha bạn. Trời đất ơi, em nhớ anh cao cấp mảnh quà. Thì anh đi heo tôi cưng coi chơi có làm gì đâu. Vậy mà anh nói chuyện với mấy bạn như thiệt luôn. Mấy anh bắt cá lẹ đi nha, chứ chiều không có cá ăn là đói đó. Mày không xuống bắt mà người đó mày nói. Thôi ai đứng cho nói đi ai. Đi đi. Wow. Ôi cho em đi. Mảnh quà bắt được con cá, đập trứng nè mọi người. Chị Vy cho em cầm cá lóc heo mọi người chị Vy. Nè cá nè. Ê, ê. Từ từ lại. Không sao nha các bạn, tại mình rồi. Cá rồi. Cái này là chị Vy làm chứ không phải mình làm nha các bạn. Trời ơi. Đây đây. Đâu tiêu rồi? Cái gì vậy? Đâu, rồi, cá đâu rồi? Cá đâu? Cá tao đi nè. Bên kia kìa, bên kìa. Con cá của em đâu mọi người? Đây còn hơn quá. Trời ơi, vậy. Ghê. Đây là con cá của mình bắt nha các bạn. Ngồi trên bờ cũng có cá nhảy lên nữa các bạn ơi. Hai cái người cho nó đây để anh bắt thêm mấy con hả? Anh Hòa, em nói nghe này nè anh Hòa. Nói gì vậy? Muốn anh ngủ anh nằm cao lên cho dễ thở được không? Sao? Thì anh nằm cao cho dễ thở á. Là sao anh chưa hiểu lắm á? Thì hồi nãy anh ngủ anh ngáy quá trời to luôn đó. Thì anh nằm cao lên xíu là hết ngáy à. Ai nói đúng rồi đó. Hồi nãy mày nằm kế bên tao mày ngáy như còi tàu xe lửa luôn. Tao ngủ không được luôn á. Quả đây bắt cá nè mày. Chứ bên đó không có cá đâu. Từ từ mày ngáy đang hỏi gì tao nè. Có gì đâu nói. Ủa Hòa, mày đội cao cấp mà sao mày đi bắt cá hoài mày? Về liền mày. Bữa trước anh dở quá anh Thành ơi. Dở gì nữa mày? Chưa kịp đu qua cây cầu khỉ nó là té tại chỗ luôn rồi. Mày không có tao sợ được cao thôi. Chứ mày có đu được kêu tao mà mày nói. Trời giỡn hoài. Đây chơi cái này luôn nè. Đây nè anh Thành. Bây giờ sợ. Em anh đu cái này luôn nè chơi không? Chắc tao sợ mày quá. Em đu trước luôn nè. Vô. Mà thôi anh đu trước đi.
Mẹ sung lắm mà, sung trước cho tao coi coi. Ok, em đu trước luôn cho anh coi. Ai thua là cổng người kia một tiếng chơi không? Ủa mà mày thua sao mày cổng nổi tao mày? Không cổng thì đấm bóp lại cho anh, ok. Chơi mày luôn á, vô trước đi. Cho em chơi với. Mày Sega để tao nói solo kill. Vô này. Chơi chưa? Rồi, vô. Anh coi này chứ là một lần trời, như trời, ghê 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 hả? Anh hơi công nha. Xin cái tuổi nè. Vô thật, làm gì thật, làm gì thật. Vô vô thật, vô thật, vô thật. Từ từ, để em kêu đi. Anh coi mà phổi nè. Wow. Em nhìn kỹ anh hả anh? Ghê ghê, ghê ghê ghê. Cô lên ghẹ, cô lên ghẹ. Mày bày đặt thể hiện hả? Tí kêu lên tí luôn mà tí. Xin nguyên cái mông xuống sành đấy bạn, không đứng lên được. Đấm ngay chỗ này. Trên nha. Ok ok, gọi anh đi chứ không có chỗ rồi. Anh xuống tới rồi anh, kỉnh anh, lên. Tao ngu một lần thôi chứ tao đâu có ngu lần thứ hai mày. Thì rồi bây giờ anh sẽ cho hai đội chơi một trò chơi để giải trí và để luyện sức khỏe. Ok. Ok không? Và okay. Giải thưởng ở đây của chúng ta đó chính là sẽ được những thùng bánh Marine Boy cực kỳ ngon luôn. Wow. Tí nữa anh sẽ khui ra cho đứa anh. Mà có phục vụ. Phục vụ hay không? À, tất nhiên được phục vụ rồi, đội thắng sẽ được đội thua phục vụ. Ok. Ok. Okay. Được mấy thùng bánh Marine Boy không? 4 thùng bánh Marine Boy. Yeah. Thôi cho anh thùng có lên luôn. 4 thùng thôi. Cho anh thùng đủ người thùng luôn thôi. 4 thùng nữa anh không nổi đâu, nhiều lắm. Đội chơi của chúng ta như sau. Một người cộng một người trên lưng. Và một đội đó sẽ gồm có 4 người và 2 người được cộng và 2 người sẽ đá. Ok chưa? Ok. Còn một người còn lại sẽ chụp thủ môn. Ok. Trong khoảng thời gian 10 phút, đội nào ghi được nhiều bàn thắng nhất thì đội đó sẽ là đội thắng cuộc và nhận được về cho mình 4 thùng bánh Marine Boy và được phục vụ cho bữa tối ngày hôm nay. Được không? Được. Lắm. Đi đeo trên đẳng nha. Bớt. Đó. Bớt. Trên cái lỗ tai. Yeah. Nhìn vô. Lát. Và thời gian thi đấu của cả hai đội là 10 phút. 10 phút. Chuẩn bị bắt đầu nha. Lên lưng đi. Sẵn sàng chưa? Lão anh. Lên bánh nha. Lên lưng đi. Hai thủ môn không được quay mặt lại nha chưa? Cổng mình nha bạn. Nghe không hai thủ môn? Nghe không Vi? Dạ nghe. Nghe không Thành nhà Lát? Ok. Rồi, chuẩn bị. Cái gì vậy? Là ảo của anh Phương ơi. Lên lại đi. Hai đội của chúng ta sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Thời gian 10 phút. Bắt đầu. Đi thôi, đi lại, đi lại. Đúng rồi. Hay lắm. Té nó chạy lại nha, té nó chạy lại nha. Đúng rồi. Hay quá. Wow. Bên đội Bình Dân lợi thế. Bên đội Bình Dân đang lợi thế. Chúng tôi đang xem cái gì đây? Vâng. Chưa hết bàn. Nó xuống cho đầu em hai cái đường nào anh Phúc. Đi về, đi chạy trong đôi của mình về. Thằng nào thấy đường thì dẫn về. Rồi, đá đi. Hay quá. Không nhau. Em đứng im chỗ tôi. Đừng di chuyển nữa, em đứng im. Em đừng di chuyển, được chưa?
em nói cho tôi. Rồi bên kia đứng lên. Em nè. Tại sao? Tôi hỏi em nè. Em trên lưng người ta mà em bay xuống em đá, em chụp bánh em đá, lo sao là sao kìa nhá. Lẹ luôn luôn. Trời ơi trời. Ghê ghê ghê. Dẫn nó đâu kìa. Mày đâu? Ở đây mày đây hả? Dạ sút nhém vô rồi anh Vũ. Dạ đi. Đứng lên đứng lên. Rồi mời hai đồ vô. Hai đồ vô đây. Lẹ. Xong rồi. Công bố. Gỡ. Gỡ mắt ra. Gỡ mắt ra. Thả đồng đồ của mình xuống. Đứng lên. Tôi kêu gỡ mắt ra mà em mò cái gì vậy? Hả? À, gỡ ra. Mình điên như trong một phút vừa qua, nhãn áo của chúng ta đã phạm luật và chơi cực kỳ lầy luôn. Cho nên nhãn áo sẽ bị một thẻ vàng. Yeah! Một thẻ vàng. Chết rồi, dễ dàng nữa mày ra khỏi sân đó. Thẻ vàng. Em bị thẻ vàng. Ok, một thẻ nữa là em đi ra khỏi sân cho tôi. Anh Vũ cho em thẻ nhanh nhanh luôn nha anh. Thằng ghé tao kêu mày dẫn tao đi chứ mày đừng bỏ tao đó nha. Đúng rồi đó. Trời em, ơi tôi... em thấy nó thấy em bò không mà đứng đằng kia nó cổ vũ cái gì luôn. Ê, em nhá. Là em đang trên lưng rồi em ở bên ngoài em á. Ghé thêm một thẻ dừng nó đi cho tao đi đi một một mình. Em thẻ vàng là đồng nghĩa với đồng đội em đi ra luôn đó. Vậy là tao với nghĩa đá luôn đó em. Vô lên lưng. Đâu trời ơi trời nó quay cái gì vậy? Đưa đây camera cho tôi. Trời ơi trời. Thằng đồng đội đâu rồi? Đây nè. Cái gì vậy? Nhưng mình tao. Sao hai đội của chúng ta sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Chuẩn bị nha. Đẹp. Lên. Mày lại cho tay. Hay quá. Vâng. Bên đây nè. Cái gì? Hay quá hoài. Tỷ số là 1-0. Cầm tay. Phạm. Lỗi. Bây giờ anh thử gọi bắt ra đi. Suốt vô chân người ta mấy lần luôn kìa. Ai? Cái gì? Đội bên nhảy, đội bên quà. Không được không? Hồi nãy đội bạn có suốt vô đầu em mấy lần lắm luôn. Không sao. Trong tay cho đây. Kết quả được công nhận đồ quà thương được 1-0. Cái gì đây? Cái gì đây anh Thành? Cái gì đây anh Ba? Em ăn mừng, em ăn mừng. Em ăn mừng cái gì nhau vô tôi y chang như tên lửa vậy? Em về chỗ cho tôi, tốc độ. Em làm phong cách C7 hơn phút. Ở đó C7 hồi tôi cho em đi xe ra luôn bây giờ nè. Rồi, đồ của em đâu? Đồ của em đâu? Cặp kia đâu? Cặp kia đâu? Ôi, ôi. Trời ơi ghẻ, em dẫn đồng đồ của em về kìa, em đi đâu vòng vòng qua vậy? Trời ơi trời, chắc tôi cho em thời gian quá. Rồi giờ để bên nữa nha. Sao mới thời gian không? Hồi phút em lên. Thời gian 4 phút đã trôi qua, trận thi đấu tiếp tục. Đây là phải đứng dậy. Ui da, ui da, sao mình cho đá anh. Trời ơi trời. Tiếp tục. Ê, dạ lên lên. Lên lên. Lên lên. Hay quá, tiếp tục là mèo. Tiếp tục. Cứ chạy phải luôn. Dừng. Đẳng cấp. Tôi biết tôi có nên móc chạy vàng đối với em hay không? Bánh đâu? Bánh. Lên lên rồi. Lên. Đứng dậy. Lên. Bánh mà nó kẹp nách. Lên. Thằng nhà. Lên. Lô đồng đồ vậy? Lên. Lấy cái gì? Cho tôi thở vài giây. Cho tôi vài giây. Xuống. Bây giờ lần này tôi nói thiệt mấy đứa nha, tôi không móc thẻ vàng là không được á. Gì vậy? Gì? Đưa đây. Ôi. Em cái này là được rồi. Đưa đây cho tôi. Từ này không đá banh nữa. Em nhét tùm lum. Đưa đây. Em quà nha quà. Vậy là đội bên kia có thấy vàng nào chưa Vũ? Sao Vũ? Tôi là bây giờ tôi phạt em chứ không phải thụ phạt quà đâu. Em là người chị giận, em nghĩ sao em giận đưa nó vô đá đít tôi cái. Có anh Vũ. Xúc một cái bốp. Chút có một cái mà anh Vũ. Ừ một cái. Anh nè đồng đội bạn bên đây nè bạn. Rồi được anh nhanh. Ok vô. Sao hai đội sẵn sàng chưa? Thời gian 6 phút để cho qua, chỉ còn 4 phút cuối cùng. Đi thôi. Lên lưng em. Chưa. Chưa. Ủa.
Em Thành nhái, em biết biết hướng dẫn không? Nó tự đi, đúng rồi, em kêu dần rồi nó tự đi. Em kêu nó tới thì nó phải có tới, nó có đà quán tính mà. Trên thì đâu? Đi lên. Tí ơi, tí. Ê, có nào bịt mắt quá, nó bị quán luôn ta. Chắc vậy, ba anh mừng anh Phú ơi. Lên, lên nè. Sẵn sàng chưa? Mày đừng có đẩy con khuôn mật tao xuống nữa. Sẵn sàng, bắt đầu. Chưa vào. Thầy thầy mèo ơi. Thầy mèo ơi, dừng bắt lên. Dừng bắt lên thầy mèo. Thầy mèo dừng bắt lên. Dừng bắt lên, bắt lên rồi. Đây đây, bắt đây. Cô đây. Cô đây. Nguyễn Trai, đụng dưới bên. Ê, ê, em dừng bắt rồi. Chưa lên. Tại sao kìa? Bắt là sao kìa? Thầy, wow. Wow! Quả thơ của chúng ta đã ghi đem trai được rồi. Vâng, một cú sút quá xuất sắc. Tỷ số đang là 2-0 được các bạn. Liệu có gỡ được hay không? Chúng ta cùng chờ xem. Bắt đầu. 2-0 rồi hả? 2-0 rồi. Thắng. Hai đứa kia hôn nhau luôn rồi. Vô. Hay quá. Rồi. Bên này nào. Tiếp tục, cái gì mà quay nhanh chóng vậy? Ừ, hay quá thôi mèo ơi. Rồi, ok. Ê, em đi chỗ khác. Tông đâu? Em đi chỗ khác. Mình chơi. Cái gì vậy? Nó ghim. Nha. Trường vậy, em chưa đủ mày. Em nhả ra ngoài. Đâu nữa? Đi nha. Nha. Không? Hả? Dạ. Dạ, cứ ra đây cứ coi cái đồng đồ cưng nè. Nó mở đầu Vi kìa. Đây, bỏ tao con Vi ạ. Thời gian đã hết rồi nha các bạn. Và chung cuộc đội thắng cuộc trong ngày hôm nay đó chính là đội của Nhã Ngao Cao Cấp. Yeah. Tỷ số là 2-0 nha các bạn. Mà còn nói nghe nè. Cái gì đây? Yeah. Tôi nói em nghe nè, em đá banh á, đồng đội em mà đây là thanh niên này nè, lầy lắm. Đồng đội mình không giận, để đi nó mò tùm lum hết. Bảy giờ muốn mò chịu nha. Đó rồi. Vậy mà còn bé này. Nói anh Thành á, bé anh Thành kìa. Đây chị 7, chắc đây cũng chị 8 ạ. Anh Thành. Đứng im ru à, đứng im ru để cho nó cầm cái đầu nó mò. Đem diễn tả cho Thành coi nè, nghĩ xong thử mà lấy cái đầu miếng nắm vậy nè, gọi nó thằng gờ gờ nữa. Thằng nào? Thằng Thận á. Mày sao hả? Chết rồi. Anh là anh là mày không có gì nói vậy. Ở Phúc. Sao? Nãy giờ mình đá banh hả anh Phúc? Bây giờ đá banh chứ đá gì? Sao nãy giờ ông banh không tới em? Cái đó anh hỏi rồi, em phải hỏi đội bên kia kìa. Chứ Vi là Vi cạnh ra biết bao nhiêu trái luôn á. Dạ. Thôi mình cũng nói luôn nha các bạn. Thực chất ra Vi là em họ của thầy mèo và chị của Ái nha các bạn. Có một số bạn vô bình luận comment phải nói cực kỳ gây sốc não luôn. Cái gì cái thì các bạn cũng phải nên tìm hiểu kỹ trước khi bình luận và đưa ra những ý kiến trái chiều, dẫn đến những cái gọi là cái xung đột không mong muốn nha các bạn. Mong là các bạn về sau hãy rút kinh nghiệm. Trận chiến ngày hôm nay vui không? Vui. Quá vui là các cười thứ điều muốn nói thiệt. Các bạn không thể nào bình luận được với mấy thanh niên này luôn. Cho em xin thẻ vàng của anh được không anh Phú? Không, thẻ vàng của tôi là hàng hiếm. Thôi, đi về. Đây. Em trả cho anh. Rồi, về phục vụ. Về phục vụ cho đội cao cấp kìa mấy em. Sao tắm được sạch sẽ chưa? Dạ rồi. Rồi trao giải thôi và phân bổ nhiệm vụ luôn. Bánh Maribo để trong lều của đội cao cấp. Lấy đi. Từ từ anh ba. Hồi nãy đội này tính ra chơi chưa hay cho lắm. Mà công nhận quả thượng đá hay thiệt. Hỏi thiệt nha, hồi nãy cưng có thấy không? Không anh Phú. Cho thật tình luôn nè.
Thật đó, kêu em sút, sút đại luôn đúng không? Sút đại mà vô cháy và nó cực kỳ đẹp luôn nha các bạn. Đây anh Phú ơi. Đây, 4 thùng, ở đây. 3 chứ 4 gì anh Phú? Anh sáng anh kêu ghẻ mang 4 thùng đúng không? Đúng rồi anh Phú. Giờ sao, sao còn 3 thùng hả? Em nhớ rồi anh Phú ơi. Sao? Thằng Tí nó nói là, nói với lại thằng Lát khui anh Phú. Thằng Lát? Gì anh Phú? Cưng khui anh rồi. Đâu có đâu, tại em thấy buồn miệng quá với lại có chị là. Vậy là cưng khui rồi, chứ đâu có đâu gì nữa. Thì em mở ra test thôi mà anh Phú. Cưng anh đúng không? Em có một bịch à. Một bịch. Một bịch, có một thùng. Rồi đâu cái thùng còn bao nhiêu hộp đâu? Hết rồi anh Phú à. À, nãy đưa em miếng thật ăn anh Phú. Rồi xong, tới công việc luôn rồi. Cái này là cái tội dám ăn trước mà chưa hỏi ý kiến anh à. Đúng rồi đó. Cho nên đồ này bây giờ vẫn được lấy giải nhưng mà sẽ không được bên này phục vụ cho nấu ăn. À. Lấy 3 thùng bánh về ăn luôn tiếp tục đi. Nhưng mà tự về nấu ăn, ok. Yeah. Yeah. Đi đi. Quá bình thường nấu ăn với mình quá. Cái đó là hình phạt nha cho tụi em đó, lẽ ra là tụi anh sẽ thu hồi bánh luôn. Cao cấp mãi đỉnh. Ờ đỉnh. Cái tình hai biểu tụi bay khui chi á, để anh Phú chết móc kìa. Tôi tính ra mày mày cũng ăn nữa mà. Hai biểu mày khui. Anh Thành à. Thì giờ sao là cũng mệt hết trơn á. Tao khui trước là tụi bay cũng ăn nè. Tụi bay nói nữa. Tao thấy tao không ăn mà tao bị chửi lây nha. Ai biểu mày đi bắt cá. Làm đi. Có nhiều quá. Đó trái liền. Wow. Để cửa vô. Ủa ái đâu anh hai? Mày quan tâm nó dữ mày. Thì ái là em của anh mà. Sao anh không quan tâm gì hết trơn vậy? Anh hai đồ, mày đặt kêu hình nhé bằng anh hai. Tao mới kêu hình nhé bằng anh hai được thôi. Ai cho mày kêu đặng? Tao hết dễ được không? Mày quay làm cái gì? Kiếm chuyện hả? Trời thì tao qua hỏi thăm anh hai giái được không? Ừ đúng rồi, sao mày không ngủ tao nè? À quên. Dạ, của anh đó. Ok. Ủa Vi, nãy anh nghe nói con chục khủng hoảng bị mấy nào đá mấy cái có sao không Vi? Đâu có sao đâu anh, trò chơi mà, phải có va chạm chứ. Tao chưa tính sổ cho tụi bay đó, hồi nãy chơi trò chơi đụng đầu với ái đó. Anh ba ơi. Gì? Em thấy căng lắm đó, mình về đi. Thôi, tao cũng sợ mấy trường hợp đáng tiếc xảy ra nữa. Bữa nay mấy anh em mình nấu cháo trứng ăn nha các bạn. Quá trời ông trời gầm gừ rồi, không biết có mưa không đây. Mưa là em chạy quanh kia em ngủ ké nhanh thôi. Tụi bay đi đâu thì đi, nhưng mà tao chơi phẹp đây tao ngủ quanh liều này đó. Tối nay mấy anh em sẽ ăn cơm với bạch tuộc nướng nha các bạn. Trời ơi nó quá to luôn. Lên. Chết rồi. Kim con đó nè. Trời nó to kìa. Nó quá bự rồi. Con đó nè. Rồi chỗ đâu nướng thơm bay? Bỏ tôm ở dưới luộc đi. Thì tao lao mày nước ở dưới đó mà luộc gì? Mày nghĩ sao lấy cái nước đó luộc hả? Ăn vô ngọng luôn á. Tao không sợ ngọng, tao sợ câm luôn á. Trời ơi, mực nhiều vậy sao mà ăn hết bay, hay là cho đội bình dân bớt đi. Bay nói vậy sao được, sao mà đội bình dân được, mời Vi được rồi. Chắc tôi công chuyện anh ba quá. Vậy anh Thành nghỉ ăn nha, qua bển Hà ăn chung với Vi đi. Đúng rồi đó. Hôm nay hình như tôi nghe đội bình dân ăn khô quẹt á. Ngon lắm anh ba, cháo trắng nữa. Thôi, tôi thấy là đừng mời Vi. Vi không ăn được mấy mấy món này đâu, ăn vô dị ứng nữa. Kiểu gì á. Kiểu này là anh ba thiếu gụ hồn không hộp chuối nè. Im đi mày đừng có nói nữa, trời ư. Trời ơi, sao nghe mùi cháo trắng với trứng thơm dữ ta. Xin mấy ngài. Ăn không? Qua đang ké nè. Thôi, nó chưa ái ăn đi. Tôi chưa thích ăn bạch tuộc với tôm thôi. Trời, tụi bay đập nhiều trứng quá thành bánh lăng luôn kìa bay. Cái này có chút cà phê sữa đổi rồi, đúng bài luôn hay đặng. Ừ, tụi bay ăn vô đi, tao tháo hỏi thăm tụi bay 7 ngày luôn á. Làm gì mà đi vòng vòng ở đây hoài mày? Tao qua đây khảo sát tình hình không được gì. Mày qua đây mày khịa chứ khảo sát cái gì. Ủa sao con tôm nó xanh lẹ quá, giống ngâm thuốc với mày. Chết rồi mày ơi, thuốc thấm thì gọi tím mày đừng ăn để mấy tao ăn được rồi. Đúng đó, ăn một hồi là cũng tóc nhan ghẻ, đừng ăn. Nè ghẻ. Gì mày? Chút nữa mày đem mấy con tôm này qua cho Vi ăn được á. Ừ được á, cho Vi ăn cũng tóc hết cho anh Thành buồn luôn. Trời được á, Vi đi tôm luôn. Ê, lấy thiệt cho anh tao là không được nha. Sao em có lời gì khó nói không em? Anh làm xem gù hồn chú rồi lên cân đúng không? Rồi sao? Giờ em muốn làm sao? Em muốn là kêu ghẻ đem tôm này qua cho Vi ăn. Giờ em muốn bên đây hả? Bên đây hả? Em chọn đi. Hai bên. Trời, hai em bên. Không chọn cái nào hết. Giờ mình với Thành Nhái làm thêm món kho quẹt để ăn chung với cháo trắng nha mọi người.
Món cá quẹt gồm những thành phần là nước mắm nè, dầu ăn, đường, muối, bột ngọt nha các bạn. Hết rồi. Sao mình không tìm mấy thứ khác bỏ vô vậy Thành? Còn gì đâu bỏ nữa chị. Ủa nãy còn có lóc nữa mà. Cái lóc hả? Hình ám phóng xanh rồi chị Vi ơi. Tập trung ngồi xuống ăn anh em ơi. Quá ngon quá ngon. Anh em tôi cháo tôi nấu nè. Coi này nghe. Ha. Wow, wow. Cháo vàng khè mày. Ủa? Nhưng bánh đi. Nhưng mà thơm và ngon lắm nha các bạn. Ăn chưa biết ngon mày. Ai nó ngon thì ngon đi. Anh hai ý kiến hoài anh hai ơi. Đây nha bạn, đây là cà phê nha. Còn đây là bánh lăng nha bạn. Bây giờ mình sẽ lấy bánh lăng bỏ vô chén. Và mình lấy cà phê mình chế lên mình húp từ. Ok luôn nha các bạn. Đây. Hả? Cảm ơn nha. Ai ơi? Dạ. Hai đứa làm vậy chị lẻ loi lắm nha. Chỉ có anh ba rồi. Anh ba khác đội chị mà. Ê lát tranh thủ đem tôm mà qua đây ngang. Chị ba thèm mà kìa. Mày nói gì ra sao kia? Thiệt tức thiệt chứ. Cô quay ngồi đây cho vào. Cô quay ngồi đây đi. Cho tao xin công mực. Nhìn nhìn ba. Tao đem quả bẩn cho Vi. Anh ba nè anh ba. Qua bay bây giờ nè. Đem tôm đi quả bẩn cho Vi. Cụ cũng tóc người đi đi tu luôn. Đổ mày nữa. Trời ơi là trời. Quá trời đói bụng rồi. Cho tao xin con tôm đi nha. Nè ăn đi em yêu. Ok cảm ơn nha. Okay. Anh Thành ơi anh Thành, sao anh qua được em? Ôi, Vi ăn cháo trắng hả? Cho con tôm nè Vi. Đồ. Anh ba, kẻ nó mang tôm qua đây anh ba ơi. Anh ba. Qua lại anh ba. Anh ba. Anh ba. Anh ba. Rồi, ok, anh bắt anh ba rồi. Anh ba, tội lắm ơi. Đó, em muốn kêu nhà không à, anh ba xử đó là có tội đến ba. Về về nhà em muốn gụ gụ phòng chú cho. Đúng rồi, về về nhà đi. Tụi bay này được lắm, đây dám bụng. Ba, ba, đừng anh ba, về anh ba. Đừng anh ba, đừng. Mời bạn nha nha, đơn giản mà ngon lắm nha bạn. Thì cháu nấu ngon không? Ngon không? Rồi không thấy ngon nữa, nóng quá. Nóng rồi ăn từ từ thôi, bày đặt thể hiện. Ngái nha, ăn từ từ nha ngái. Nóng đó. Mày bày đặt quan tâm cái kiểu rồi. Mắc ối quá mày ơi. Quá trời quá đắt rồi ha Đặng. Nè, chị cho con tôm nè. Cảm ơn chị Vi nha. Tôm có con sao được, thằng ghẻ này. Tao nói nó tức thiệt chứ. Nãy mày đừng có nói sớm được rồi. Nói sớm vậy? Hồi nãy mày, nãy xong rồi khúc cuối mày nói là im đi, tao cho mỗi đứa một con. Mỗi đứa con cái đó là nó nói khúc cuối giờ ăn cháo trắng chết đây nè. Kho quẹt nó chi mày. Trời ơi, giờ này còn tính kho quẹt. Thật, để qua đây cho anh vài con tôm ơi. Anh ba đâu rồi? Vì em tao nha mày. Muốn tiến tới thì đưa con tôm con mực. Anh ba, mỗi mặt anh ba một phần, đặt một phần. Nhìn đi mày, không có thái niệm gì mà cho tôm cho mực đâu. Mày đánh chi ghẻ anh em tao hả? Anh Thành tí đừng quýnh em. Mày được lắm, lát nữa hết xong cái clip này thì tao sẽ xử mày. Đó có cấp của mấy anh em mình cũng làm sao nha các bạn. Ngày mình lần ly, lần nhạy chi 1, 2, 3 vô hết đây. Vô. Ông mình nãy mày hát tới đâu ạ? Vô hết đi. Ok. Vô tiếp. Tao đó tiếp nha. Ok. Ừ. Kìa đồ bình dân sao lại đi ăn cháo trắng vậy? Vô nữa nè, nữa nè. Vô. Kèm thêm cháo khô quẹt. Đây bắt đầu nó hơi sai sai rồi đó. Ba. Anh ba. Nhìn má. Cốt cốt. Chốt luôn nè. Bà tôi ăn là phải liếm một cái cho nó đã nha các bạn. Hả? Mời các bạn nha. Ủa ăn kiểu kỳ mày. Thử làm kiểu nó hư ngon các bạn. Chấm muối. Sao mày? Tao thấy nó cũng bình thường à, đâu có gì khác đâu. Mày không biết gì hết. Cái xúc tu chích trên con mực nè. Mình ăn đúng không? Mình liếm vậy nè. Nó dính dính vô cái lưỡi ăn phê phê lắm á.
Công nhận ngoài đồng gió thoải mát ghê các bạn. Ừ, mát thiệt á. Mát thì mát đó nhưng mà hơi mũi nha. Mũi vậy là ít rồi đó. Hồi trước mấy anh em mình đi cắm trại 24 giờ các bạn, mũi còn dữ hơn giờ nữa. Gió vậy mũi vậy chắc tụi bay ở sạch quá mũi mới buông vậy á. Ơi, gió nay mát hay mới đệ. Quá mát rồi. Ủa, mày làm gì chen vô đâu giữa mày? Chứ sao anh ngồi đó? Chuyện chống ngồi thôi. Chị em thấy chỗ này chống ngồi thôi. Thì ủa, chống đâu? Nghe chưa, đi ra chỗ khác liền mày. Đi ra chỗ khác đi. Đi. Ngồi luôn thử anh ba làm gì. Thật mày nghe chỗ khác rồi. Ngồi luôn anh ba làm gì. Sợ cái này. Xin đây, để anh ngồi. Sao không nha? Quá chỗ này hợp lý ngồi. Anh có duyên thiệt luôn á. Anh mất duyên người em ơi. Ủa bình thường em thấy anh cũng có duyên quá anh quà. Anh đi tu sao có duyên được em. Ủa anh Phú đâu rồi bay? Phú mệt quá trong liều nghỉ rồi mày ơi. Rồi gì anh em tụ họp đây làm gì? Để chuyện qua cho mình nghe. Thôi chuyện nào vui nhá vui nhá. Làm gì ngồi dưới đó mày, giận thằng ai hết vậy? Mày coi đi, còn chỗ không tao ngồi. Còn đưa bên đây nè lên. Chắc tao đấm mày quá. Còn mệt má. Thôi sức chịu đựng của con người. Dạ ngồi đưa đây nè. Nè dạ vô đây ngồi cho tao ơi. Để em dạ ngồi đây nhá. Còn chỗ này thôi ơi, nó không nhường chỗ em nè anh hội. Ngồi đi. Ê mày lộn chỗ rồi. Có cái chỗ ngồi thôi, tụi mày cũng lộn xộn đó. Thôi tao đi ngủ à. Ê tao kể chuyện qua cho tụi mày nghe nè. Nè. Rồi còn nghe luôn. Rồi kể đi anh hai. Sao nãy mày nói mày đi ngủ à? Thì bữa đó tao đi quay với chú An nè. Tụi bay biết chú An không? Biết. Thì đó lúc nửa đêm mà phải không? Cái tao với chú An với Hảo với Khánh đi về. Đúng rồi. Biết đi thấy gì không? Thấy gì? Quẹo ngay cái đường ruộng nữa. Thì lên ruộng là một cái cầu phải không? Đúng rồi. Tự nhiên tao đi lên cầu. Còn sao? Ấy, bóng trắng trắng y chang ma luôn mày. Buồn gái. Lúc đó tao cũng lạnh xương sống lắm rồi. Biết sao nữa không? Dạ hả? Biết sao nữa không? Mày không kể sao biết mày? Tao hỏi để tao quay biết không mà. Mày không kể sao biết? Từ từ, vô khúc này mới gây cấn nè. Thì lên cầu ha, thấy nguyên cái bóng trắng bách luôn. Trời ơi, xâm xít quá trời mưa ơi. Mưa trời ơi. Tao chưa kể xong rồi mày. Rồi, kể ta. Còn sợ nữa kìa, với người ta kìa ta. Ngủ đi anh Cameraman, quay hoài với anh Cameraman. Mưa tới anh không chịu chạy nữa. Chạy vô đi, anh mới vô được chứ. Trời sáng rồi các bạn. Tối hôm qua mưa khá là lớn nha. Nhưng nguyên ngày không mưa, cái tối khoảng chừng 12 giờ đêm cái mưa các bạn. Biết qua mấy thanh niên kia coi sao rồi. À quên nữa. Tối có hai bạn nữ phải chạy qua đây ngủ ké. Vì nó lều chật với lại mưa quá lớn các bạn. Đây, hai Vi đang ngủ trong này. Vậy thì mấy đứa ơi, sáng rồi nè. Chạy qua coi mấy thanh niên kia sao các bạn. Quá trời lèo nãy nhiều lớp lắm nha các bạn, mỗi lần gỡ cực cũng chết luôn à. Vậy mấy đứa ơi, sáng rồi nè. Nó không kéo cửa lèo lại luôn. Được cái là mấy bữa nay không có muỗi nha các bạn. Vậy mấy đứa. Vậy đi cơn sáng rồi nè. Thôi, đến đây mấy anh em mình cũng sẽ kết thúc video nha các bạn. Đừng quên để lại like, nhấn vào đăng ký và nhấn vào cái chuông để ủng hộ mấy anh em mình. Đồng thời vào shop game anh ba phải để quay cơm cơm hoặc wifi nít lên quân giá rẻ uy tín và chất lượng nha các bạn. Quay càng nhiều thì khả năng nổ sẽ càng cao thôi. Thôi mình và các em xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Thôi ngủ ngon luôn nè. Ngủ lên kêu dậy cũng chần ai luôn. Vậy mấy đứa ơi, sáng rồi nè cơ. Thôi tạm biệt mọi người nha. Bye bye.